chị hai à. Thôi rồi ta đã xa nhau. Hey. Còn hai không? Hả? Còn hai không? Có 20 hả? 20. Đợi 18. Đợi còn 18. Gì đây? Còn đợi gì 18. Đây? Anh đi vô rừng, anh thấy con nai chạy trốn, còn số 4. Còn số 4. Trời ơi, gì không có gì trời. Đợi số chết cậu hả? Đợi số chết con số 7, đợi số chết cha con số 7. Con 18. Con 18. Chết chưa? Có một con 18. Con 19, có một con 19. Con 19 có luôn. Con số 8. Ủa mà chị đi theo cái hàng gì vậy? Đi hàng dâu. Ủa chị có thật sự biết chơi lô tô không chị Ngọc? Xin giới thiệu Trương Thế Vinh. Chúng ta gặp gỡ Lê Huỳnh Thủy Ngân. Xin giới thiệu Ninh Dương Lan Ngọc. Wow, cách quá dữ. Thì giờ giảm dữ à. Quá xa. Nét quá. Chúng ta chào đón gương mặt khả ái, mềm mại, dịu dàng trong từng đường nét. Lâm Vũ Dạ. Ủa sao vàng áo dài luôn vậy? Ở vàng áo dài luôn. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Tự nhiên ai ra cũng sung tới tôi ra đắp xìu vậy. Sao anh em? Chào đón quý vị đến với chương trình 7 Nụ Cười Xôi. Khách mời đâu? Và thưa quý vị thân mến, đêm hôm nay chúng ta chào đón một nghệ sĩ dễ thương, năng động, hồn nhiên, nhí nhảnh, Duy Khánh Jojo. Hey. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. What? Trời ơi. Trời quá. Em làm được không? Ghê vậy. Anh làm được không? Sao dữ dội vậy? Tất nhiên là không. Hả? Làm cái gì? Đốt lộn mèo mèo đó. Ủa vậy hả? Ủa anh không thấy hả? Mẹ anh lo nhảy quá. Đâu em làm thử coi Ngọc. Hồi xưa em làm được, giờ hết làm được. Làm coi. Trơn quá. Ủa vậy trơn quá. Đau nha anh Luật, sao anh kêu gì em cũng làm chưa? Thì đó, tại vì em kêu gì anh cũng làm. Ngày hôm nay chúng ta chào đón Duy Khánh đến với chương trình. Dạ vâng ạ, em chào tất cả các anh chị trong 7 nụ. Và cũng như là gửi lời chào đến toàn thể tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình 7 nụ cười xuân. Em có mong ước gì khi đến với chương trình này không? Coi chương trình rất là nhiều và em thấy được là chương trình rất là vui. Và cũng như là có những cái trò chơi rất là dơ. Đúng rồi. Dạ em thấy dơ và em thật sự em rất là thích dơ. Chắc là em nói thiệt. Dạ. Nên là em cũng hy vọng là ngày hôm nay em cũng sẽ được dơ. Dạ. Ok. Muốn gì được đó. Dạ. Thì hãy có một từ ngắn gọn, hai chữ để nói về nhan sắc của chị Lam Vy Dạ. Chị Lam Vy Dạ hả? Dạ. Hai từ. Hai từ hả? Để nói về chị Dạ thì chắc em nói chị Dạ mũm mỉm mà. Sao có đây nè? Giống như ai đâm lời mở chương trình. Em nói giỡn thôi chứ chị Dạ duyên dáng. Đang nói về nhan sắc. À nhan sắc hả? Mặn ma. Mặn là mặn lắm. Mặn là được rồi. Nói về Lam Vy Dạ là phải để cho tiếng Luật đó mới đúng. Anh không muốn nói gì về tôi luôn hả anh Luật? Ờ, thôi để anh nói thật lòng. Đẹp sang. Wow. Thấy không, anh nói chị đẹp sang cái em lại cười, em lại kiểu giống như em không tin. Rồi, chia ra mỗi người một tờ giấy và một cái bút đi ạ. Chúng ta sẽ chơi lô tô. Hàng ngang 3 số. Người kinh thứ nhất, người kinh thứ hai và người kinh thứ ba sẽ về chung một đội. Dạ. Yeah. Okay. Music. Vô. Con số gì ra? Con số gì ra? Hey. Con số gì ra? Hey. Hey. Số gì đây? Hey. Số gì đây? Cờ ra con máy, con máy gì đây? Yeah. Máy gì đây? Anh thương em. Từ đây cách
biệt vương trời, đường xa gió lạnh mưa nhiều, và đời em đắng cay trăm chiều. Chiều, chiều bao chiều, năm chiều. Rồi một ngào cay đắng cho nhau, nghìn người chia sẻ thêm đâu, mà giờ này sao lắm thương đâu. Còn số tám đau mà sao số tám, đau mà sao số tám, không có rừng ra. Nhìn đi, còn nhìn số đi, số gì đây, số gì đây, thương thương đâu đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người sống coi đời số 10. Người xa nước quanh ha ha, con 16 á lộng, con 19. Ủa sao liên quan vậy? Đâu có nhớ là liên quan. Mấy số gần giờ? Em đợi. Mấy số gần giờ? Kinh này hả chị, kinh này hả? Em đợi. Ơi nó hỏng sao. Em đợi luôn. Anh nốt con số 3 cho em. Thôi thôi. Số gì đây? Thôi rồi, ta đã xa nhau. Còn 20. Còn 20. Có 20 hả? 20. Đợi 18. Đợi 18. Còn gì đây? Còn gì đây? Anh đi vô rừng, anh thấy con nai chạy trốn. Còn số 4. Còn số 4. Trời ơi, gì không có gì trời. Đại số chết thảo hả? Đại số chết con số 7. Đại số chết già con số 7. Con 18. Có một con 18. Con 19, có một con 19. Con 19 có luôn. Con số 8. Ủa, mà chị đi theo cái hàng gì vậy? Đi hàng Ngọc. Ủa, chị có thật sự biết chơi lô tô không chị Ngọc? Như chưa từng có những phút lìa xa, sống trên mà trên quê em khóc oà. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho em. Con số 1. Con liên quan gì hát cái gì vậy trời? Con số gì đây? Chào lên bà, con số 3. Ủa kinh luôn hả? Kinh rồi. Số 3 có 1. Số 8 có 2. 19. 19 có 3. Rồi ngân kinh. Ủa bạn ơi, bây giờ mình chơi kinh hàng dọc hay kinh hàng ngang? Kinh hàng ngang chứ. À nếu kinh hàng dọc thì tôi kinh trước Ngọc luôn á. Ủa em thắng có được gì không anh? Rồi. Tiếp. Tiếp tục. Con số gì đây? Tờ ra bên mấy? Con máy gì đây? Con sáo sang sông. À, tan. Sáo đã xô lòng. Tan. Bay về Bạc Liêu. Con sáo bay qua đời tôi. Con số 17. Có. Con số gì đây? Cờ ra con mấy, con mấy gì đây? Bắt kim thang cà lan bây giờ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Hey. Chú bán dầu qua cầu mà té. Hey. Con số 14. Rồi, kinh. Kinh nha. Thì anh trung đội với Ngân hả? Còn người nữa. Rồi, qua đầu Thúy Ngân. Yeah. Mạnh dữ à. Dữ à. Con số gì đây? Cờ ra con mấy, con bảy gì đây? Vô. Hát đi chị ba. Rồi á đúng. Tay lầu tay. Vô. Tay lầu tay. Hey. Tay cô tận tình. Cái gì vậy? Thử đây. Tay tay ngờ đã. Con số 13. Kinh luôn. Ủa? Kinh luôn hả? Kinh luôn. Ok. Rồi đầu tiên. Sao chung đợi chị nhiều lắm là quá. Thúy Ngân, chú Thế Vinh và Ninh Dương Lan Ngọc. Dậy đi. Sau phim. Rồi còn lại là Tiến Luật, Lâm Vy Dạ và Duy Khánh. Anh sao giờ đội mạnh mà. Mà đâu? Mạnh mà chứ có mình em yếu thôi mà. Duy Khánh có tâm tư, tình cảm, nguyện vọng gì không? Dạ, ý là với ai à, cho ai à? Ý là có muốn thay đổi đội hình hay gì không? Dạ không, tại vì thật ra là mục đích của em tới đây chơi là vui nên em nghĩ là chỉ cần vui là đủ à. Dạ. Tới lúc phạt không vui lắm đâu em. Em nội bộ xíu. Chị ơi, cái đội của mình thật sự vui và chị có đủ cái IQ cũng như là EQ để chị tham gia. Dạ ơi, IQ là gì? IQ là về cái kiến thức của mình đó. Chị thông minh. Ở đây chị và anh Luật chẳng ai có kiến thức cả. Em đừng lôi tôi vô. Tôi và anh Luật là những người không cảm xúc. Vậy, nói vậy thôi chứ già cảm xúc gì lắm. Đây, bắt đầu diễn xuất nè. Đây là người đàn ông thất lạc chồng của em 18 năm về trước. Thất lạc chồng của em 18 năm về trước là cái gì? Đây, người chồng đã bị thất lạc 18 năm về trước. Đó, nói do cuộc sống mưu sinh. Bây giờ chồng đã trở lại với một gia tài kết xù.
hiện tại là chủ của một cái hãng đông trùng hạ thảo bán rất chạy, toàn thế giới công nhận. Anh ấy muốn quay lại với mình nhưng mình từ chối bởi vì mình đã có con lớn tuổi rồi. Mẹ. Mẹ. Trời ơi. Bao nhiêu năm nay em sống như thế nào? Ai em mẹ? Ai em mẹ? Đây là người đàn ông sớm không đến, muộn không đến, ngay giờ phút này lại đến. Giờ phút này là giờ phút gì hả mẹ? Nhưng mà nhìn ai giờ chồng hợp giờ phút mà. Ở sao đẻ ra đứa ông con đẹp ấy vậy hả? Ai... không còn sống được trên đời bao lâu nữa. Nhưng mà ông ấy là ai hả mẹ? Ông ấy là ba của con đó. Ba. Ủa? Hãy đến nhận ba đi con. Tất cả gia tài này ba sẽ dành cho con. Nhào qua đi con. À con ơi, có sự hiểu lầm ở đây. Ngày xưa thật sự ra khi mà ba đi khám bệnh, ba biết ba bị vô sinh thì ba cảm thấy là ba rất là mặc cảm, ba mới bỏ nhà ba đi. Đi đứa con này là của ai? Ai? Là con của em. Ai giúp mẹ sinh vậy? Thật ra đây là con nuôi của em. Anh bỏ em đi rồi cái em ở nhà không biết làm gì. Có phải thằng bé em lụm được ở cây xăng không? Ở cây xăng à? What? Tại sao anh biết? Tôi quen với chủ cây xăng đó. Đứa bé đó. Ba. Ba. Sao anh nói với tụi anh vô sinh? Anh à. Cái gì nữa? Sự ra anh vô sinh chỗ nè. Không phải, tôi vô bệnh viện tâm thần chứ không phải là vô sinh. Tôi chính là ông chủ cây xăng đây. Vậy có nè, ấy là ba mẹ đây. Cào lắm. Tôi để ý từ đầu tới giờ, từ ngày xưa tới giờ, mỗi lần đang đóng kịch hay mà Ninh Như Lan Ngọc mà xuất hiện là hư kịch hết. Thật sự. Bao nhiêu lần đèn hết trơn. Ủa tự nhiên đấy kêu tôi bằng ba. Nhưng mà khoan, cái đoạn test EQ là cái đoạn này á anh? Đúng vậy. Ồ, thấy chạm chú không? Vậy thì em thật sự tin tưởng vào chị Dạ và anh Luật. Và em tin tưởng cho đồng đội của em rồi. Ngay bây giờ hai đội phải đặt tên. Độc đáo đi. Độc đáo. Bên đây nếu mà bên đây độc đáo thì em đề xuất là bên mình là mã đáo đi. Được. Mã đáo. Vậy nếu mà nó mà đã là mã đáo thì bên này là thành công. Sao vậy? Chừng nào xong tên rồi? Chừng nào mới được chơi vậy anh Luật? Mã đáo thành công.